Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là hai cái mã cục đây, công suất. Một mã là X8 và một mã X6. Đây là cái nội thất gọi là ôi trời ơi. Nhìn khiếp chưa? Đấy các bác nha. Thì đây là phân khúc hàng trung bình rẻ tiền. Những cái mã này thì em chỉ xin 150 thì trên một chiếc thôi. Đấy, xin 150 trên một chiếc. Còn trách nhiệm bảo hành là bên cung cấp nhá. Bên em được một đơn vị cung cấp hàng đầu tại Hưng Yên cung cấp cũng như cho mượn để quay review giới thiệu sản phẩm. Những cái mã này thì phù hợp cho các bác chơi gia đình mà kết hợp với những cái dòng loa nó gọi là trung bình và rẻ tiền. Bởi vì đầu tư những cái hệ thống cục đầy công suất mà nó cao cấp và đắt tiền ý, thì là chất lượng của nó sẽ rất là cao và cực kỳ hay. Nhưng các bác này không phù hợp với những hệ thống âm thanh vừa phải vừa tiền thì làm thế nào? Thì chúng ta đánh chơi là hàng rẻ với hàng rẻ, nó sẽ được cái điểm lợi thế. Và các bác vẫn được cái hình thức nhìn trông rất là đẹp, đúng không ạ? Hình thức đây nhìn trông úi xồi ôi nó đẹp thế nhỉ. Một mã là X8 và một mã là X6. Con này là 600W trên 8 ohm và 4 ohm là đạt được 1000W. Con này là 800W trên 8 ohm và 4 ohm thì nó sẽ đạt được 1200W các bác nhá. Và nếu như các bác dồn hai kênh vào thì con này nó được 1500, còn các bác dồn hai kênh con này vào thì nó chỉ được 1200. Đó. Thì đây là thông số thì em sẽ nói luôn nhá. Máy đây. Con này điện áp ở biến áp ra là 82410 4182. Con này điện áp và biến áp ra là 70 350 3570. Đấy. Con này sử dụng sò là NJW0302 và 2081. Tụ là 80V 15.000mi nhân 8 và hai đi ốt cầu, đây một con bên cạnh này một con nữa. Biến áp nguồn. Đấy, rất là to. Nhìn trông nó rất là hoành tráng. Em cũng nói luôn nhá, tiền nào của đó các bác mua cái hàng trung bình rẻ thì nó sẽ cho ra cái sản phẩm của cái hàng trung bình rẻ. Các bác mua cái phân khúc của hàng cao cấp nó sẽ ra cái phân khúc của hàng cao cấp. Đấy. Đây. Nếu như so giá thì con này nó cũng chỉ xem và cao hơn cái con QT F700 một tí thôi. Nhưng cái con QT nó là phân khúc hàng cao cấp và các bác vẫn có chê. Các bác chê đấy là việc của các bác. Còn con này nó sẽ cho ra một chất âm của cái hàng gọi là trung bình rẻ tiền. Đấy, là nó sẽ phù hợp với những loa nó vừa và rẻ. Thì các bác chơi cái này là được. Con này là sử dụng sò là Toshiba 5200 và 1913. Tụ nguồn là 15.000mi 80V. Biến áp đây. Đấy. Cũng là hai đi ốt cầu. Đấy nhá. Đây là máy đây. Máy con này thì nó sử dụng hai quạt gió đằng sau. Và con kia cũng hai quạt gió đằng sau. Tất cả mạch thì đều được có các cái chế độ như là com và auto auto cắt khi nào gọi là quá nhiệt, những con này này. Dân lên nhiệt. Nó có hai tốc độ quạt. Tốc độ quạt vừa phải và tốc độ quạt cao. Khi mà nóng trên 60 độ thì nó sẽ bật mắc cái công suất quạt, quạt nó sẽ hoạt động hết công suất. Đấy các bác nhá, đây là cái dòng máy này nó như thế. Con này thì đến từ thương hiệu là đấy, các bác đang nhìn đây. Và hàng này thì là hàng Trung Quốc chứ không phải là hàng cao cấp và hàng đẳng cấp gì đâu. Tiền nào của đó nhưng giá của nó thì cực kỳ hợp lý và cực kỳ hợp ví. Giá cực đẹp luôn cho các bác. Các bác mua chỉ ngang tiền với một con đẩy bãi. Nhưng công suất của nó thì nó sẽ đạt được mấy công suất gọi là đẩy mới. Và hàng này thì bên em anh em chúng em bán và cũng bảo hành luôn cho các bác trong vòng 6 tháng. Nếu như có lỗi nhà máy là đổi luôn. Còn các bác về mà nó có chả may nó có lỗi làm gì đấy thì anh em chúng em sẽ là đổi nguyên mới luôn. Miễn là không xước xác là được. Sẽ đổi nguyên một chiếc mới. Và những cái chiếc mà nó gọi là đổi hỗ trợ thu hồi của các bác thì sẽ có một dịp đẹp trời nào đó anh em chúng em sẽ bán với mức giá rất rẻ. Nhưng lấy số lượng về rất nhiều nhưng chưa thấy con nào bị lỗi cả. Đấy là một điểm hay. Chưa thấy con nào lỗi cả. Đấy. Công tắc nguồn đây. Cạnh đây nó có một cái đèn báo màu xanh. Đấy. Hai cái đèn active màu xanh, hai đèn vàng, hai đèn xanh và hai đèn đỏ. Xanh này là xanh xanh kiểu xanh da trời. Còn hai cái đèn này là hai đèn cũng xanh da trời. Xanh là cây. Đèn vàng, cam và đèn đỏ. Đấy. Tất cả. Đó, nó có như vậy thôi. Và giá thì các bác liên hệ trực tiếp nhé. Em xin phép được ẩn giá. Bởi giá nó rẻ lắm. Bây giờ em bán mà em báo giá luôn thì các bác lại bảo và giá anh em nọ anh em kia. Nên là ẩn giá đi, không dám nói. Nhưng mà cam kết các bác là tốt nhất khu vực. Tốt nhất luôn. Em đọc giá thì anh em kêu là kiện cáo là bán phá giá thế nọ thế kia. Nhưng mà nếu mà em ẩn giá đi thì các bác lại bảo thế tại sao không báo giá, bán hàng không báo giá, bán hàng làm cái gì.
nó nhiều yếu tố, nhiều ý kiến khách quan lắm và nhiều cái vấn đề lằng nhằng đi theo lắm. Nên là anh em chúng em là xin phép không báo giá. Các bác nào cần và thích thì alo trực tiếp cho em, giá cực tốt, cực rẻ và cực cực đẹp cho các bác. Anh em nào làm số lượng, lấy số lượng thì alo cho em nhé. Đây là cái bo bảo vệ mạch nguồn này. Đây nữa này. Đấy. Bảo vệ mạch nguồn. Con này là máy mang từ Trung Quốc về nhá. Giá rất đẹp cho các bác. Nó có nắp niếc đầy đủ nhá. Và anh em chúng em bán thì cái giá sẽ đọc và bao ship luôn. Và bây giờ anh em chúng em xin phép được tạm dừng, không báo giá. Đấy. Còn các bác nào quan tâm alo trực tiếp cho em. Máy xịn nhá. Con này là máy Trung Quốc rẻ tiền nhưng mà linh kiện nó khá là xịn chứ không phải là máy xịn của hãng đâu. Xịn đây này. Ốc nục giác luôn, ốc Hòa Thịnh luôn. Các cái hàng khác nó chỉ là bán ốc bốn cạnh thôi, nhưng con này là bán ốc Hòa Thịnh luôn. Và cái thép từ thép hộp bảo vệ này, sắt của nó rất là dày. Đấy, nhìn trông nó đẹp lắm. Nhìn linh kiện lên thì trông nó khá là ok. Còn quay kỹ vào thì các bác là bảo hàng điêu, không hiểu kiểu gì. Ok nhá, các bác nào quan tâm đến hai cái mã sản phẩm X8 và X6 này thì alo trực tiếp cho em. Giá xin trân trọng thông báo các bác rất đẹp. Còn cụ thể bao nhiêu thì các bác alo nhá. Đấy. Máy nó có thế thôi. Em không giới thiệu nhiều lắm đâu, em chỉ giới thiệu thế thôi. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.